Làm tiếp đây. 1 2 3 4 5 6 mềm mại ra đừng có cứng ngắc người. 7 8 9 10 11 12 cứ thả lỏng mềm mại. Động tác này rất là khó nên là cứ bình tĩnh ngay từ lúc đầu thôi. Trọng lượng đừng có dồn vào bóng nhiều quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Càng dồn nhiều lực thì càng mỏi chân mà động tác sẽ bị co cứng không mềm được. Động tác này càng mềm mại càng tốt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 cái mũi chân đẩy khéo lên tí nữa. 19 20. Vâng, rất là mỏi. Nhớ là mới tập động tác này thì cứ làm chậm thôi. Và không được dồn lực lên bóng nhiều quá. Dồn lực vừa phải thôi. Nghĩa là cái phần thân của mình, phần chân của mình dẫm lên bóng vừa thôi. Đừng có dẫm mạnh quá. Tiếp đây là lần nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 miết cái mũi chân nó khéo lên tí nữa để bóng nó lăn nó sẽ đều hơn. Bây giờ quả bóng nó chưa được nhịp nhàng lắm do cái phần chân của mình thôi. 1 2 3 4 5 trượt rồi, thấy chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bao giờ làm cái động tác này lên đến khoảng 10 đến 20.000 quả ấy, thì lúc đấy là chân nó sẽ rất là dẻo. Thứ hai nữa là mắt nó cũng không cần phải chăm chú vào quả bóng nữa, bởi vì lúc đấy cái cảm giác bóng của mình rất là tốt. Hiện tại thì mới được khoảng từ vài trăm quả thôi. Bây giờ mình cứ tập cái động tác này mỗi ngày 200. Xong dần dần một tháng, hai tháng nó sẽ lên 5.000 đến 20.000 lần. Như thế thì sẽ thạo nhanh thôi. Nhưng mà phải tập. Còn không tập ấy, hoặc là tập không đúng phương pháp thì cũng không bao giờ tập được. Cái động tác này thường thì thấy các cầu thủ sử dụng trên futsal rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn có thể áp dụng trên sân cỏ, sân lớn được. Sân bóng 11 ạ. Có nhiều tình huống cần phải xử lý như này. Lại tiếp lần nữa chứ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
thả lỏng mềm mại, chân mượt mà lên tí nữa, nhanh lên tí nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, rất tốt. Em thử làm động tác như này vậy nào. Làm lại vài quả cho mọi người xem nhá. Chỉ dùng chân thôi chứ đừng lắc người. Khéo khéo vào như kiểu Ronaldinho em vẫn làm bình thường ấy. Lắc người. Đấy, rất là dẻo. Em trả vờ dẫn bóng ấy, xong dùng động tác đấy, dẫn bóng mua. Đây à? Tốt. Rất dẻo. Làm lại động tác đấy nào. Dẫn bóng. Không được, phải dừng lại đã. Không để bóng di chuyển được đâu. Chưa được. Co cứng rồi, em cứ biểu diễn là cứ nói biểu diễn là co cứng người. Cứ thoải mái ra. Đưa bóng nó dài sang bên một tí rồi hãng vẩy, chứ em vẩy nhanh quá. Kéo dài ra, kéo kéo dài bóng ra nào. Chúc mũi chân như thầy bảo là chúc mũi chân lướt mềm nhẹ vào quả bóng. Dừng lại. Em chưa làm đúng động tác, vội nên là nó sẽ bị co cứng và nó sẽ ngắn. Nào bây giờ nhá, chúc mũi chân xuống. Chúc mũi chân từ từ dừng bóng lại. Chúc mũi chân xuống. Dài ra, đừng có vẩy nhanh vội. Mình vẩy ngắn như thế đối phương nó sẽ biết được ngay. Dài ra tí nữa. Lúc đẩy bóng là đẩy bóng nhẹ thôi. Lúc lướt sang là đẩy nhẹ thôi. Đấy, em bị vẩy nhanh quá. Lướt nhẹ sang, kéo dài sân ra. Đấy, dài thêm tí nữa. Đấy, dài thêm tí nữa. Cái động tác này nó phải dẻo lắm. Cả thân người chứ không phải là chỉ mỗi chân đâu. Cái này cả động tác người nó rất là mềm mại. Từ từ. Động tác thân người mềm mại ra đấy. Chân này, chú ý này, bình tĩnh, thả lỏng tất cả ra này. Người phải thả lỏng ra, người đừng có co cứng, cái thân người đừng co cứng. Đấy. Kéo dài ra bóng ra một tí nữa. Đấy. Lại. Kéo dài bóng ra nhá. Thân hình lắc. Người lắc hơi dẻo một tí. Người thả lỏng ra nào. Đừng có vội quá. Gần được rồi, gần tốt rồi. Cổ chân khéo một tí nữa. Cái cổ chân và động tác nó phải đẩy bóng nó rất là nhịp nhàng và nhẹ nhàng. Những cái động tác mà dùng kỹ thuật như này thì rất là phải mềm mại. Chúc mũi chân xuống, nếu không là mình sẽ không ấy được. Chúc mũi chân xuống. Chúc xuống, để bóng nó hơi xoáy sang bên này. Lại một lần là đẹp vào đấy. Lại lần nữa nào. Chúc hẳn mũi chân xuống. Đấy. Lại, chúc hẳn mũi chân xuống. Đừng có như vẩy nhanh quá. Cho nó dài sang một tí. Động tác này rất là khéo nhá.
Chúc mũi chân nào. Thả lỏng người ra đừng co cứng. Đấy. Ok. Vâng, chỉ chúng tôi ngày nào tôi cũng tập những lại tập đi tập lại những cái động tác như này. Tập bao giờ thạo thì thôi. Mỗi ngày là phải hướng đến một động tác nó phải thành thạo. Và chúng tôi cứ làm đi làm lại như vậy. Lúc thì chuyển sang sút bóng, lúc thì tập những động tác bằng đầu, lúc thì động tác bằng chân. Vâng, tôi xin kết thúc video ở đây nhá. Xin chào bạn.